các bạn vào trong Google và gõ vào đây là sò nóng lạnh, chúng ta sẽ thấy có các cái trang web bán cái con sò này. Tuy nhiên các bạn qua bên chợ Nhật Tảo mua cũng có. Về bản chất, khi chúng ta cấp nhiệt nóng vào mặt này và mặt này chúng ta làm lạnh đi, thì chúng ta sẽ lấy ở đây ra một cái điện áp. Ngược lại, khi chúng ta cấp vào đây một cái điện áp thì chúng ta sẽ lấy ra một mặt hơi lạnh và một mặt nó nóng lên. Chúng ta muốn tăng công suất thì hãy mắc các cái tấm này mắc nối tiếp với nhau. Chúng ta có thể áp dụng nó làm một cái tủ lạnh mini. Ở cái mặt, cái con sò nóng lạnh chúng ta sẽ để ở giữa đây. Và chúng ta sẽ tản cái hơi nóng ở phía bên ngoài ra. Và cái hơi lạnh chúng ta sẽ luân chuyển ở trong cái không gian nhỏ này. Và một cái ứng dụng của nó là cái bếp này thì nó vừa có thể đun nấu và vừa có thể sạc được điện thoại thông minh. Ở cái phần này tôi sẽ thí nghiệm cho các bạn thấy khả năng phát điện của cái sò nóng lạnh này. Đây là sò nóng lạnh. Chúng ta phải tản nhiệt tốt cho nó, nếu không thì nó sẽ bị cháy cái miếng này. Các bạn có thể sử dụng cái miếng tản nhiệt này. Cái này tôi mua ngoài tiệm vi tính, nó rất là rẻ ha. Cái mặt có chữ chúng ta để vào đây. Và chúng ta cần phải sử dụng thêm cái keo tản nhiệt. Tôi sẽ bôi lên đây. Để giúp cho việc truyền nhiệt nó tốt hơn. Sau đó chúng ta úp cái mặt có chữ này vào đây. Ấn nó xuống. Sau đó tôi bôi tiếp một lớp nữa lên mặt trên này. Chúng ta sử dụng một cái hộp thiết. Ở phía dưới này chúng ta sẽ đục lỗ để nó hút khí oxy vào. Và nắp này, bây giờ tôi sẽ cố định nó vào đây. Ở trên này chúng ta sẽ đục một lỗ. Nhiệm vụ của nó là để thoát khói ra ngoài. Các bạn sẽ cắt một cái ống khói như thế này, cũng cắt từ cái vỏ hộp này ra thôi. Chúng ta sẽ bắt nó vào đây để nó dẫn khói ra ngoài. Sau đó bắt ốc vào. Các bạn đục thêm cho tôi một dàn lỗ bên trên này nữa. Như vậy thì nó mới đủ khí oxy để cấp cho nến. Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem. Chúng ta sẽ phải chờ một lát để cho nó đủ nhiệt. Đã bắt đầu sáng rồi đấy các bạn. Yeah, này chưa?
các bạn càng làm mát cái bên trên này bao nhiêu thì áp nó sinh ra càng lớn. Bây giờ tôi sẽ thổi tắt ngọn nến cho các bạn xem. Thì chúng ta sẽ thấy là từ từ tốc độ nó sẽ giảm lại. Các bạn cố gắng tản nhiệt tốt cho cái phần bên trên này thì chênh lệch giữa nóng và lạnh nó sẽ ra được áp cao, và trung bình điện áp của tôi ra được là khoảng 2 cho tới 3V, cao nhất là được 3V. Nếu các bạn mắc thêm một tấm nữa thì chúng ta có thể sử dụng để nghe radio. Các bạn sẽ thấy là áp nó lên là 2V, vì thế bóng đỏ nó sẽ sáng trước. Bạn sẽ từ từ nó sẽ tối lại.